Vâng, ngày mới nhất em Toàn Thắng đại diện cho shop hàng Nhật hãy lên sóng giới thiệu các bác một sản phẩm tủ lạnh, một sản phẩm tủ lạnh 5 cánh hiệu Panasonic các bác nhé. Con tủ này đây em quay ngoại thất cho các bác xem, đẹp không tì vết. Sản phẩm tủ lạnh Panasonic 5 cánh. Đây các bác nhìn này, nội thất này. Đấy. Nội thất con này tất cả các cái giấy bóng này còn chưa được bóc ra. Đấy, trong này là giấy bóng phủ của lớp inox trang trí. Thì 5 cánh Panasonic này thì nó vẫn là cái khay bằng nhựa này như của Hitachi các bác nhé. Cái đời này nó vẫn khay bằng nhựa, còn đâu 6 cánh thì sẽ khay bằng kính cường lực. Đây khoang để sữa chua mới ngăn cách mùi đây. Đấy, sản phẩm con này AG Clear cộng AG bạc khử khuẩn. Đây em test đá rơi có cả đầy đủ thìa xúc đá các thứ đây. Sản phẩm này cực kỳ mới luôn các bác nhé. Quá mới. Em cũng xin đi vào thông số con này. Con này 435 lít. Ăn 105 W. Công suất xả đá 170. Ăn 260 kWh điện trên 1 năm. Mặt tiền 600. Sâu 679 và cao 1798. Cao 1798 này nó rơi vào 10m8. Kém 2 phân nữa. Được sản xuất cho thị trường Nhật Bản các bác nhé. Đấy, tủ khá là đẹp. Tủ được tích hợp bằng phím điều khiển bên trong này. Ngăn mát, ngăn đông và phím đá rơi và thắt đá rơi, đèn báo lỗi, tét đá rơi. Đây, hộc nước của nó đây, hộc nước của nó để chứa đá rơi xuống đây. Đây em chạy thử rồi chạy tét đá rơi rồi mới em mới rút điện. Sản phẩm 5 cánh nhá, đẹp xuất sắc này thì nó cũng ít khi gặp các bác nhé. Ít gặp lắm. Ít gặp nhà em rất là nhiều tủ 5 cánh. Đây cũng giới thiệu với các bác, đây là một con tủ để đóng gói chuyển đi cho bác Hà Lan. Con tủ này em bán cho bác rất là rẻ. Bán cho bác nếu 9 triệu bảo hành 25 nhưng mà 8 bác lấy 8 triệu là không cần bảo hành. Vẫn bao bác chạy 1 tháng. Đấy, người biết đồ Nhật rồi thì người ta không quan trọng. Đấy, mua tủ các bác nhìn này, nội thất nó khá là mới, chảy đá rơi ok. Con này thì 400 425 đời 2012 Hitachi, sản xuất cho thị trường Nhật Bản. Đấy. Rất là đẹp. Nội thất nhé. Con này căn bản con này nó có một cái bệnh nhờ các bác này. Mặt inox phủ lalo nên đâm ra nó có hay cái lớp bong này. Nhưng nhà nào dùng thì vẫn là cứ ok. Mai sau nó bong hết cái lớp này, nó ra một cái lớp inox. Đấy, nhiều nhà người ta dùng rồi. Là em cũng đã trải nghiệm. Cái phủ lớp lalo này nó rất là mỏng. Nên đâm ra chỉ cần các bác hơi động chân động tay vào là nó ra. Nhưng mà ra thì nó lại lộ một lớp inox bên trong. Đấy em cái chia sẻ cho các bác đấy. Các bác dùng thì yên tâm, mai sau thì nó là thành cái tủ inox thôi. Nhìn mặt inox. Thì bác nào quan tâm sản phẩm tủ lạnh này thì 5 cánh này thì nhấc máy alo cho em 0972 919190.
Shop nhà em có địa chỉ tại Khói Châu, Hưng Yên. Bác nào gần có thể qua xem trực tiếp, bác nào xa có thể liên hệ qua Zalo cho em và đặt cọc 200 hoặc 500, em sẽ mang tủ nơi cho các bác. Các bác mới phải trả tiền, nếu không ứng ý sản phẩm các bác có thể hoàn trả lại. Đấy, theo đúng cam kết như những cái video như video của bọn em đã quay lên và chia sẻ. Đấy. Đây tủ lạnh nhà em thì khá là nhiều luôn các bác nhé. Cũng chia sẻ luôn các bác, khá là nhiều. Đấy, các bác tha hồ lựa chọn với những cái mẫu tủ tầm tiền khác nhau. Tủ lạnh, máy giặt, máy lọc nước ion kiềm và lọc không khí. Lọc không khí hôm qua thì bọn em cũng bán được 4 con lọc không khí rồi. Và mấy chiếc nồi cơm. Máy lọc ion kiềm đã cũng được rất nhiều người quan tâm. Đấy, hôm trước cũng nhiều ion kiềm nhưng ngày em cũng đã đi lắp đặt mấy chiếc rồi. Đấy, bếp từ các bác nhé. Bếp từ. Đây nồi cơm em test cho bác ấy để mang dao đây. Cảm ơn các bác đã quan tâm video.